Xin chào các bạn, ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nhé. Bước 1, chúng ta sẽ đọc kỹ đề và xác định vấn đề cần nghị luận. Ví dụ như đề bài của chúng ta là trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống, thì vấn đề sẽ là ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống. Bước 2, chúng ta sẽ lập dàn ý và tìm dẫn chứng thích hợp. Dàn ý của phần này thì sẽ bao gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Ở trong phần mở đoạn, các bạn hãy nhớ đi thẳng vào vấn đề. Ở phần thân đoạn, chúng ta sẽ làm các ý sau: giải thích này, phân tích bàn luận này. Sau đó chúng ta sẽ cùng chứng minh và tìm ra dẫn chứng thích hợp nhé. Nếu như cần thiết thì các bạn hãy lật ngược vấn đề. Và quan trọng nhất là phải liên hệ bản thân nữa. Thân đoạn xong rồi thì bây giờ phải kết đoạn. Ở phần này chúng ta cần đưa ra bài học và thông điệp. Bước 3, chúng ta sẽ bắt đầu viết bài nhé. Và bước 4, đương nhiên rồi, chúng ta phải soát lỗi chính tả và diễn đạt nữa. Hãy lưu ý về thời gian làm bài, chúng ta sẽ chỉ cần từ 15 đến 20 phút thôi. Và dung lượng của chúng ta sẽ là 2/3 mặt giấy thi nhé. Đấy là tối đa nha các bạn. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập. Và chúc cho các bạn của chị sẽ đạt 2/2.